Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Thuật hô hấp thì có liên quan gì đến endorphin chứ? Tại sao phải hỗ trợ bằng thuật hô hấp thì mới có thể mà được khóa gen chứ? Bởi vì thuật hô hấp có thể khiến cho cậu bài tiết endorphin ngay sau khi chịu đựng đau đớn. Bản thân của nó vốn là một kỹ thuật khống chế thân thể. Sử dụng thuật hô hấp để rèn luyện thân thể, sau 3 tháng cậu có thể đi hết quãng đường mà người khác phải đi mất vài năm mới có thể đi hết được. Cho nên, khi cậu chuyên tâm sử dụng thuật hô hấp để hóa giải sinh tử từ endorphin được tiết ra từ cơ thể của cậu sẽ nhiều hơn mức độ bình thường rất nhiều. Còn có tác dụng khác nữa hay không? Đợi khi cậu hóa giải được cửa sinh tử đầu tiên thì tôi sẽ nói với cậu tác dụng còn lại. Bây giờ cậu có biết cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Không thể nào truyền endorphin vào trong cơ thể sao? Với trình độ kỹ thuật ở đây thì hẳn là có thể rút hoặc là truyền endorphin vào cơ thể mà không để lại di chứng gì. Đây là thời đại mà ngay cả tình yêu cũng có thể dùng pe để tạo ra được. Nhưng mà cậu phải hiểu là tất cả những hành động nhờ vào sự trợ giúp bên ngoài đều không có tác dụng với chúng ta. Từng có một vị tiền bối đã thử nghiệm không dùng thuật hô hấp, truyền trực tiếp endorphin vào cơ thể. Ngài ấy đã hóa giải được cửa sinh tử nhưng không mở được khóa gen. Chúng ta có thể hiểu được nguyên lý của endorphin nhưng mà không thể nào giải mã được khóa gen. Đến ngày hôm nay, bí mật khóa gen vẫn là điều xa vời, không thể nào với tới đối với kỵ sĩ chúng ta. Chúng ta chỉ có thể dùng cách thức ngu ngốc nhất, tuân thủ quy tắc của thời đại cũ. Cho nên ta mới nói, đây là con đường dài nhất trong tất cả các con đường trên đời. Mà chỉ có một con đường trở thành thần. Đó là tu khổ cực tu hành, đó là khổ cực tu hành. Được, học trò nhớ rồi. Sau khi hóa giải được 7 cửa sinh tử sẽ thăng cấp lên bán thần, cấp S. Vậy nếu như học trò dùng thuật hô hấp hóa giải được cửa sinh tử thứ 8 thì sẽ thế nào? Câu hỏi này vô nghĩa. Có ý nghĩa. Bởi vì biển ở thế giới ngoài không có nơi cấm địa. Đúng vậy, chỗ các cậu chưa từng có người siêu phàm thì sao có thể có nơi cấm địa cơ chứ? Cho nên cậu có thể hóa giải hết 8 cửa sinh tử ở thế giới khác. Nghìn năm nay không biết có bao nhiêu kỵ sĩ bị mắc kẹt tại cấp độ này mãi mà không thể nào đột phá. Giờ đây, đột nhiên có một thiếu niên như này. Có thể hoàn thành tiếc nuối của các bậc tiền bối. Rốt cuộc thì vật cấm kỵ và lời cấm kỵ là gì thế? Vật cấm kỵ và lời cấm kỵ đều có nguồn gốc từ người siêu phàm. Người siêu phàm, đúng vậy, cả từ khi người siêu phàm chết đi, dòng máu tươi kỳ lạ là cường mạnh đó ngấm vào trong đất, tưới tắm cho sinh linh ở đó. Kiến, rắn, rết, bất kỳ côn trùng còn sống ở đó, còn có cả thực vật, thậm chí còn có cả vi sinh vật sinh trưởng ở đấy. Bởi vậy mà những sinh linh ở nơi tử vong đó tiến hóa, nơi tử vong biến thành nơi cấm kỵ. Tương truyền rằng lúc đầu tập đoàn tài phiệt Lộc Đảo đã chế tạo rất nhiều tàu ngầm, mục đích là muốn đi thăm dò đại lục mới. Sau đó đã chụp được một bộ xương cá voi vô cùng lớn ở dưới đáy biển. Bộ xương cá này lớn đến mức mà cả máy quay cách đó hơn 30 mét, hơn 300 mét rồi mà vẫn không chụp được phần đầu của nó. Bởi vậy mà tập đoàn tài phiệt Lộc Đảo mới nghi ngờ rằng cá voi tiến hóa này chết vì bệnh. Sau đó máu thịt và thi thể của nó tưới tắm cho cả vùng biển này, rồi khiến cho cả vùng biển trở thành nơi cấm kỵ. Mà theo như Lâm Tiểu Tiếu giải thích thì vật cấm kỵ này do người siêu phàm chết đi rồi tiết ra trong hơn chục năm, thậm chí là gần trăm năm. Hoặc là có được năng lực siêu phàm của ông ấy, hoặc là được truyền lại chấp niệm lúc còn sống của ông ấy. Ví dụ như là trên cánh đồng hoang gần thành phố số 16, ở đó vẫn luôn có một đoàn xe lửa, 12 cửa sổ màu đen, chạy đến cánh đồng hoang dã, thỉnh thoảng sẽ dừng lại. Nếu như bạn ném một đồng vàng 50g vào toa xe lửa phía sau, thì bạn sẽ trở thành khách ngồi ở đó, theo nó đi đến tận cùng của thế giới. Toa cuối của xe lửa này chở toàn tiền vàng, rất nhiều tập đoàn tài phiệt để lấy được tiền vàng để đổi lấy vật tư, mặc dù muốn tìm được chẳng dễ dàng gì. Nếu như muốn trộm tiền vàng của chúng, thì chúng sẽ nhốt bạn lại ở đó, mãi cho đến khi người trộm đồ chết mới thôi. Cho nên toa cuối cùng của chuyến xe này chở toàn xương cốt. Đương nhiên cũng có một vài cấm kỵ không liên quan gì đến năng lực người siêu phàm, thậm chí có thể nói là sinh vật thần bí có sức sống vô hạn. Nếu như có thể thu phục được chúng, thì chúng sẽ phục vụ cho cậu. Nếu như không thể, vậy thì chúng sẽ là mối nguy hiểm cùng cực. Đối mặt với vật cấm kỵ, con người chẳng khác nào là người săn tay nắm trường kiếm vậy. Chúng ta đều biết trong rừng sâu có mãnh thú, cũng biết được mãnh thú này không giống nhau. Chúng ta biết được thứ gì có thể đối phó được với chúng, thứ gì cần phải tránh đi, tích lũy kinh nghiệm đối phó với chúng. Nhưng bây giờ càng ngày càng nhiều mãnh thú thì cần phải có người săn chuyên đối phó với chúng.
Bởi vậy, Nga trọng tài cấm kỵ đã xuất hiện. Bọn họ không chỉ trở thành kẻ địch với mãnh thú, mà còn là kẻ địch với người nuôi mãnh thú. Bọn họ không chỉ thu thập vật cấm kỵ, mà còn thu phục người siêu phàm có thể sinh ra vật cấm kỵ. Bởi vì bọn họ không mong muốn một ngày nào đó, mãnh thú nhiều đến mức có thể giết hại nhân loại. Từ nay trở đi, Diệp Vấn sẽ dạy cậu kỹ thuật chiến đấu, huấn luyện thể chất của cậu, cùng với thủ thuật về 8 mục thách thức. Tôi rất hâm mộ rằng cậu sinh ra ở thế giới ngoài, nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng là, có lẽ cậu có thể thay đổi được một thời đại. Bắt đầu đi. Tôi không đợi được ngày đó rồi. Cho dù mình đang ở nơi ngục tù, nhưng lại thấy được hy vọng và tự do. Sao thế giới tràn đầy ánh sáng của thế giới ngoài kia? Mình thực sự rất thích nơi này. Sau đó, cuộc huấn luyện bắt đầu. Trước lúc huấn luyện, Diệp Vấn còn đưa cho cậu một hộp cơm đựng đầy thịt. Đến để bắt cậu ăn. Hẳn là cho rằng mình sẽ tiêu hao hết năng lượng rồi không chống đỡ được. Chỉ là khiến cho mình để ý nhất là sử dụng thuật hô hấp, phát hiện một hơi thở kỳ lạ trong cơ thể của mình. Có vẻ như nó không có tác dụng gì với mình. Không phải là vật cấm nắm được, nhưng lại có thể khống chế được nó. Về điểm này, mình phải hỏi rõ Lý Thúc Đồng mới được. Thời gian đếm ngược, 20 giờ 20 phút. Sáng ngày thứ hai, tối qua tiến độ đến đâu rồi? Người bình thường bắt đầu huấn luyện với cường độ cao sẽ không thể nào chịu đựng được. Cậu ta chịu đựng được mấy giờ? Từ 11 giờ đến 3 giờ sáng. Đợi đã, trước đó cậu ta chưa từng được huấn luyện, mà cũng có thể chịu đựng được đến 3 giờ hay sao? Diệp Ma, cậu đừng có mà mệt chết cậu ta đấy. Có thuật hô hấp thì nó gì chứ? Trước lúc huấn luyện tôi đã cho cậu ta ăn cả một hộp thịt bò rồi đấy. Lúc huấn luyện đã tiêu hao hết rồi. Ông chủ đã dặn dò rồi, tôi có chừng mực mà. Cho dù có thuật hô hấp thì cậu ta cũng mệt chết chứ. Dường như thân thể với tinh thần của cậu ta là hai cá thể vậy đó. Chỉ theo đuổi mục tiêu huấn luyện, không quan tâm đến mệt mỏi. Tôi chưa từng gặp ai như vậy cả. Nếu như cậu ta không phải là hành giả thời gian xuyên không đến đây, cứ theo ý chí này thì sẽ trở thành người siêu phàm sớm thôi. Đây là chuyện tốt. Nếu như cậu ta thức tỉnh sớm thì sẽ không còn là người bình thường nữa, cũng không thể nào đi con đường của ông chủ nữa. Ông chủ, thuật hô hấp thần kỳ thế sao? Hay là tối nay ngài thử cho tôi đi, tôi thấy mình có thể thử một lần. Năm đó để cậu thử thì cậu không dám, bây giờ muộn rồi, cậu già rồi. Tôi mới có 27 thôi mà. Đời người càng dài, lòng càng đau khổ. Qua 20 tuổi, cậu càng nhận nhiều đau khổ thế tục. Không qua được cửa ải vấn tâm đâu. Lúc đó tôi còn cho rằng thời niên thiếu đã rất là cực khổ rồi. Nhưng mà trưởng thành rồi mới hiểu, hai loại khổ này là không giống nhau. Mặc dù tôi để các cậu ra vẻ bị bài xích, nhưng mà làm như vậy thì sẽ không có người phá tàn cục với tôi rồi. Nhân viên mã hiệu 010101002199 có người đến thăm. Mời đi theo cảnh ngục thiết giáp số 3 đến phòng thăm nom. 010101 là mã hiệu của mình. Mình đến thế giới này đâu như thế rồi, lần đầu tiên có người đến thăm. Đến nỗi khiến cho mình quên mất chuyện người thân đến thăm nom ở đây rồi. Ông chủ, hôm nay là ngày thăm nom, hẳn là khánh ngôn đến đấy. Khánh ngôn này thì lại nhìn như con cắc lốt ở trong lã thụ vậy. Đây rõ ràng không phải là khánh ngôn. Chẳng lẽ là chuyện hành giả thời gian bị nộ rồi chứ? Cô, em là vị hôn thê của anh. Em tên là Thần Đại Không Âm. Cô ta đến đây làm gì? Mình và cô ta là lần đầu gặp nhỉ? Thời gian thăm nom đã hết. Anh ngồi im lặng như này cũng rất tuyệt. Dáng vẻ lúc này của anh rất là đẹp trai. Sao hả? Không sao cả. Đột nhiên ở đâu ra hôn ước thế này? Lại chuyện gì nữa đây? Ông chủ à, Khánh Ngôn có nói gì hay không? Người đến không phải là Khánh Ngôn, cứ làm theo kế hoạch của tôi đi. Ngài chê cắt với Lý Thúc Đồng thật đấy à? Cắt luôn rồi. Chỉ là chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Cũng đâu dự định sẽ mượn lực bên ngoài đúng không? Đúng vậy, ông chủ, ngài còn có tôi nữa mà.
Thời gian đếm ngược 5 giờ 59 phút 59 giây. Điện thoại Juju mang đến cho bạn trải nghiệm giao tiếp 3 chiều tốt nhất. Chào cô Giang Tuyết. Chào anh, có chuyện gì sao? Chào cô, chuyện là thế này. Công ty chúng tôi rất vui mừng khi nhập cổ thành công. Vì để hồi áp lại cô nên công ty đã cử chúng tôi đến đây để tặng cho cô cánh tay thiết giáp phiên bản mới nhất của tập đoàn tài phiệt Lý Thị. Không chỉ vậy, công ty còn sắp xếp cho cô chuyện chuyên gia lĩnh vực lắp ráp bộ phận thiết giáp. Còn sắp xếp cho cô khóa bồi dưỡng đặc biệt nữa. Hành giả thời gian ở thế giới bên ngoài đều nói là người của tập đoàn tài phiệt đáng sợ như nào, nhưng mà mình lại thấy họ rất là thân thiện đấy chứ. Không chỉ tặng tiền để nhập cổ, còn tặng không cho mình bộ thiết giáp này, thậm chí còn tìm chuyên gia tốt nhất bồi dưỡng cho mình. Dường như biết rõ mình không biết lắp đặt đấy. 2 năm trước, cô vô ý cứu được một quý bà trung niên. Bà ấy là thành viên của tập đoàn tài phiệt Lý Thị chúng tôi. Bà ấy tìm cô 2 năm liền, dạo gần đây mới biết được tin tức của cô. Cho nên những thứ này đều là bà ấy đáp lễ ấy. Là thế à? Vậy 2 cánh tay thiết giáp này, đây là sản phẩm cao cấp nhất ở trên thị trường rồi. Không chỉ cất giữ được vũ khí năng lượng cao, còn có sức bền rất là tốt. Mức độ đồng bộ với thần kinh là 97%. Cảm ơn các anh quá. Còn có một chuyện nữa. Vị quý bà đó có lời muốn tôi chuyển cho cô rằng cô là người vô cùng lương thiện, bà ấy rất cảm ơn cô. Cô là món trứng cà chua rất là ngon, sườn xào chua ngọt cũng rất là được. Sau này cô chắc chắn là sẽ là một người mẹ xứng danh. Mong cô đừng tự ti hay là yếu đuối, cô xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Nói linh tinh cái gì thế chứ? Chỉ cần luyện thêm nửa tháng nữa, Khánh Trần có thể bắt đầu huấn luyện phụ trọng rồi. Đó mới là biện pháp có hiệu quả nhất. Chỉ là đối với Khánh Trần mà nói, thời gian cứ như là bị chia cắt ra vậy. Nửa tiếng thôi, cậu ấy phải quay về thế giới bên ngoài rồi. Sau đó cũng không biết bao nhiêu ngày nữa mới quay lại tiếp tục huấn luyện. Có phải một lát nữa cậu phải quay về thế giới bên ngoài hay không? Sao vậy thầy, có chuyện gì sao? Tôi rất muốn tận mắt xem quá trình xuyên không. Biết đâu lại phát hiện ra bí mật gì đó thì sao? Được ạ, không thể nào không nói rằng thuật hô hấp là để trợ giúp cho huấn luyện. Tốt thì tốt đấy, nhưng lại tiêu hao quá nhiều năng lượng. Mới đó thôi mà mình đã đói không chịu được nữa rồi. Sao thế thầy, có chuyện gì nữa sao? À thì là thế này, cậu có thể ghi chép thêm cho ta vài cuốn cờ tướng hay không? Không thành vấn đề. Bảo sao lại không thấy sợi vàng trên cánh tay của Lộ Quảng Nghĩa nữa rồi? Thời gian đếm ngược. Lại là thời gian 7 ngày. Dường như thời gian xuyên không của thời gian hành giả ngày càng lâu. Sau này sẽ là bao lâu đây? Liệu có khi một ngày nào đó mình sẽ ở luôn thế giới đó mà không quay lại nữa không nhỉ? Chỉ là lần này mang được sợi vàng từ bên đó qua đây, có nghĩa là mình ít nhất là có thể có lợi thế hơn so với những người khác khi quay lại thế giới trong kia. Có vẻ như ngồi yên tĩnh đó cũng được đó chứ. Dáng vẻ trầm mặc ít nói của thiếu niên này cũng đẹp quá đi. Cô ta có ý gì vậy? Hơn nữa thần đại gia tộc cũng nói tiếng phổ thông đó thôi, sao lại nói tiếng Nhật chứ? Là thời gian hành giả của thế giới bên ngoài hay sao? Hay là vì thần đại gia tộc vẫn giữ truyền thống nói tiếng Nhật? Nếu như là thời gian hành giả thật, thì sao cô ta lại nói lưu loát tiếng phổ thông thế chứ? E là cũng chẳng có mấy người Nhật có thể nói tiếng phổ thông lưu loát như vậy đâu. Lam Canh Thần vừa gửi cho bạn một tin nhắn. Khánh Trần, cậu có biết tên Nêu Đức Chú ở lớp bên cạnh mình lợi hại thế nào hay không? Là sao hả? Cậu đến trường ngay đi. Bên này nè, có chuyện gì thế? Cậu xem hot share đi. Không thể không nói là Lưu Đức Chú với giản sinh xui xẻo thật đấy. Cuộc sống của thời gian hành giả khác thì phong phú nhiều sắc màu. Nào là đi tham quan thành phố đầy máy quay 3 chiều, nào là du hành trong thành phố cyber. Hai tên này thì hay rồi, đổi chỗ rồi ngồi nhà tù luôn rồi. Còn không bằng cứ ngoan ngoãn đừng xuyên không nữa.
lần quay về trước đó, vì lòng hư vinh mà Lưu Đức Chú đã nhận rằng mình đã xuyên không đến nhà tù số 18, còn nói với mọi người nói chuyện với Lý Thúc Đồng. Sau đó lúc các bạn khác hỏi thì lại làm ra vẻ cao thâm khó đoán không nói gì cả, ý nói là cơ mật đừng hỏi. Cho nên rất nhiều người cho rằng Lưu Đức Chú đã được Lý Thúc Đồng truyền thừa, trở thành người siêu phàm rồi. Giờ đây chuyện của giả sinh bị lộ ra rồi, ai nhìn thấy hot xe này đều sẽ nghĩ đến Lưu Đức Chú. Sao thế? Có người tên là giảng sinh nói đã từng gặp cậu ở nhà tù số 18, mong cậu có thể nói giúp với Lý Thúc Đồng để ông ta thả cậu ta ra ngoài. Theo như những gì giảng sinh nói, vị boss thần bí đó từng một mình đi thăm dò đối phương, còn hỏi vài chuyện nữa, nhưng người đó không phải là mình. Trừ mình và giảng sinh ra, trong nhà tù số 18 còn có người thời gian hành giả khác, người đó mới là boss hàng thật giá thật, mình chỉ là người gánh tội thay mà thôi. Con mẹ nhà nó, mình cũng muốn xin vị đại boss đó, mong vị đó thả mình với giản sinh ra đi. Được không hả? Thực ra người mà giản sinh nói không phải là tôi, mà là người khác. Trước đó chúng tôi có hỏi cậu là nhà tù số 18 có người xuyên không khác không, thì cậu nói là không có cơ mà. Có người thu hút sự chú ý thay cho mình cũng tốt đấy. Mau vào lớp đi, đừng đứng ở đây nữa. Lớp số 4 khối 11 đi đường nào. Tên này là Lưu Bất Trụ. Ý, anh là Lưu Đức Chú ấy hả? Đúng vậy, là Lưu Đức Chú. Tôi đây biết rõ ràng là trong nhà tù số 18 đó cậu rất trâu bò. Cái người siêu phàm thẩm vấn tôi hôm đó cũng đi theo sau cậu, cho nên chắc chắn địa vị của cậu sẽ rất cao. Không phải tôi, anh tìm nhầm người rồi. Mọi người yên tâm đi, ông đây sẽ không bắt cậu đâu. Ông đây cho cậu tiền. Cậu không phải lúc nãy cậu kéo tôi nhanh như vậy, không chừng chúng ta còn nghe được bọn họ đang nói gì nữa kìa. Đây là cách lấy thông tin nhanh nhất về thế giới trong đó. Nỡ như cậu, sau này hai chúng ta xuyên không còn dùng được thì sao? Không hứng. Xuyên không thích thế mà. Nếu như hai chúng ta xuyên không đến thế giới trong rồi thành người siêu phẩm, hoặc là cải tạo cơ thể, thành tuyến thể thiết giáp trở thành siêu nhân, đến lúc đó tôi và cậu sẽ mở một liên minh phụ sâu. Nghe thôi, đã có khí thế rồi. Sao đột nhiên lại xem cái này vậy? Không, không có gì cả. Chỉ là muốn học một kỹ năng mà thôi. Cậu nói xem, chúng ta làm thân với Lưu Đức Chú thì thế nào? Nếu như có quan hệ tốt, biết đâu sau này có lợi cho chúng ta ở thế giới trong thì sao? Không cần thiết, tôi cũng đâu phải là người thời gian hành giả gì chứ. Đương nhiên là mình biết tên Lưu Đức Chú đó là kẻ giả mạo, nhưng mà những người khác không biết. Chỉ sợ giờ đây số lượng thời gian hành giả ở trên khắp nước cũng lên đến hàng vạn người rồi. Liệu sẽ có người bị thu hút bởi thân phận của Lưu Đức Chú hay không? Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao đến giờ này rồi mà người của tổ chức Côn Luân đó vẫn chưa đến chứ? Lẽ nào truyền thừa của Lý Thúc Đồng chưa thể nào thu hút sự chú ý của chúng? Chắc chắn là không, chuyện này chắc chắn là có vấn đề. 9:20 tối. Nguy rồi. Tốc chiến tốc thắng, mau đưa cậu ta đi. Cứu với. Không sao chứ? Chào cậu, lần đầu gặp mặt. Tôi là Trịnh Viễn Đồng, người phụ trách của Côn Luân. Ông chủ, không ngờ lại đúng là vị trí mà ngài đoán trước đó. Miêu Văn Khâm, Tấn Ô Trạch, Thôi Cường, Huỳnh Hạo Dân đều có lịch sử đăng nhập cả. Xem ra là Lưu Văn Khâm đã bộc phát tức, đã buộc tất cả bọn họ lại với nhau. Kêu người đến kéo xe đi, khẩn trương lên. Ông chủ anh Minh, vừa mới sớm nghe được tin rằng bọn chúng mất tích ở Võ Thành, liền biết rằng chúng nhắm vào Lưu Đức Chú. Chỉ là đám người này to gan đấy, lại dám làm những chuyện này ở Lội Lục, ở thế giới trong một khoảng thời gian rồi, sẽ chịu ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn ở thế giới đó, rồi to gan làm càn mà thôi. Mà chúng ta cần phải làm đó là để cho bọn họ hiểu được thế giới bên ngoài này không thể nào bị rối loạn được.
ít nhất là ở trong phạm vi của chúng ta. Gần đây ngày càng có nhiều người như vậy, có thể chúng ta có thể chọn thêm nhiều hành giả thời gian hơn rồi. Không được vội, bản chất của tổ chức cùng với tầm quan trọng của tín ngưỡng quan trọng hơn thực lực. Ít nhất là mù quáng để nâng cao thực lực không phải là mục tiêu mà tổ chức theo đuổi. Giống như những gì mình nghĩ, chắc chắn là có những thời gian hành giả khác chú ý đến Lưu Đức Chú, bởi vì sau lưng của Lưu Đức Chú là Lý Thúc Đồng. Lý Thúc Đồng là người lãnh đạo đương nhiệm của tổ chức kỵ sĩ, là người mà Lý Trạch ở hàng xã cũng phải gọi là ông chủ. Thế giới ở trong muốn tiếp cận những người đó chẳng khác gì lên trời, cho nên mới sắp xếp người theo dõi tình hình ở xung quanh trường học, rồi cử người cứu viện Lưu Đức Chú trên đường về nhà. Cuối cùng cũng đợi được lũ hung tặc này. Cậu ta có bị thương hay không? Cánh tay, chân trái, má trái bị thương ngoài da, nhưng mà không nghiêm trọng. Không cần phải sợ, tối nay chúng tôi đến là để bảo vệ cậu, ngoài ra chúng tôi còn bảo vệ cậu trong 24 giờ tiếp theo nữa. Cảm ơn các anh. Không cần phải khách sáo, tốt nhất cậu cũng nên cẩn thận một chút đi, có gì bất thường thì gọi điện thoại cho tôi, số điện thoại đã đưa cho cậu trước đó đấy. Cứ thế đi à, bọn họ không nói gì mình, cũng không lôi kéo mình. Tại sao chứ? Cậu có thấy kỳ lạ hay không? Kỳ lạ gì vậy ông chủ? Cậu học sinh này không có lấy một chút khí phách, cũng không có cảnh giác cơ bản nhất. Một người như vậy mà được Lý Thúc Đồng vừa ý hay sao? Cũng có thể là Lý Thúc Đồng không thực sự vừa ý hắn. Không đâu, theo như những gì giản sinh nói thì người siêu phàm đều phục vụ cho tên thời gian hành giả bí mật đó. Vậy chắc chắn là người đó đã được Lý Thúc Đồng tín nhiệm. Tôi nghi ngờ rằng trong nhà tù số 18 đó còn có thời gian hành giả thứ 3. Nhưng lại không giống với tin tức mà chúng ta có được. Cứ xem tình hình đã, trước sau gì cũng sẽ có đáp án mà thôi. Ông chủ, ông không định thu nhận Lưu Đức Chú vào quân luân hay sao? Cậu ta không đủ điều kiện. À phải rồi ông chủ, phía bên Hà Kim Thu đề nghị mở cuộc họp vào tháng sau. Chưa nói đến chuyện này vội. Xem ra mình phải đổi Hoàng Kim Mang từ trong thế giới trong sang tiền mặt rồi. Nếu không mình không thể nào chi trả cho chi phí tiêu hao thực phẩm rồi. Anh Khánh Trần ơi, bánh này mẹ em vừa mới dán xong rồi nè, mẹ bảo em mang sang cho anh này. Cảm ơn nhé. Thật ra thì em rất thông minh đúng không? Em biết anh đang nói gì mà. Anh Khánh Trần cũng là thời gian hành giả đúng chứ? Nhìn giống tiểu ngư vãi. Chứng cứ đâu? Bởi vì hôm mẹ em đánh ba em, anh đưa em vào nhà rồi trốn sau cánh cửa để nén quan sát người của cô Luân. Anh từng gặp bọn họ, hơn nữa còn đang trốn bọn họ. Quả nhiên không giấu được cô bé này, chi tiết nhỏ như vậy cũng có thể đoán được thân phận của mình. Cũng không phải là nói mình ngốc, mà là trước đó chưa ý thức được rằng cô nhóc sống trong một gia đình giống với mình này, có một trái tim trưởng thành sớm và thông minh. Ai lại rảnh đến mức đi nghi kỵ một cô nhóc cơ chứ? Chỉ là mình đã biết thân phận cô nhóc ở thế giới trong rồi, nhưng mà cô nhóc lại khó có thể tìm được mình. Làm gì vậy? Chuyển nhà đó. Vậy chủ nhà đâu? Dẫu sao cũng là hàng xóm, có thể chào hỏi một câu chứ? Không biết nữa, chúng tôi cũng chỉ làm thuê thôi, không biết chủ nhà ở đâu. Phòng 102 đối diện đã không có người ở từ lâu rồi, sao đột nhiên lại có người hàng xóm mới chứ? Không chỉ là phòng 102 đối diện, hình như là cả tầng trên cũng có thì phải. Tình hình gì thế này? Hai người chuyển nhà cùng một lúc hay sao? Rõ ràng là không bình thường à. Nhưng mà nơi này chỉ có nhân viên chuyển nhà, mình không nhìn thấy chủ nhà đâu cả. Từ những đồ vật chuyển đến có thể thấy được, chuyển nhà không giàu cũng là có địa vị. Nhưng mà người có tiền sao lại chuyển đến chung cư cũ kỹ như này chứ? Ngoại trừ người đến là vì chuyện khác, ví như là chuyện của thế giới trong, người đến là nhắm vào Giang Tuyết. Cô Giang Tuyết, cô cẩn thận chút đấy. Tiết lộ chút đi. Sao lại bị thương thành thế này cơ chứ? Chép xong rồi thì lộp luôn cho tôi nhé. Chuyện Lưu Đức Chú bị thương đã lên top 13 của Hot Sia rồi. Có vẻ như bức ảnh này được chụp từ trường đối diện. Từ đối diện trường là Papazari. Nhưng mà cũng bình thường thôi. Bây giờ có gì hot bằng thời gian hành giả cơ chứ? Đến cả minh tinh và hot mạng cũng không so được với họ. Hôm nay tôi mang đến cho mọi người giới thiệu về vùng cấm kỵ. Theo như Hà Tiểu Tiếu nói thì ở thế giới trong đó đến 139 vùng cấm kỵ,
Hơn nữa, nguyên nhân hình thành nên vùng cấm kỵ có liên quan mật thiết đến người siêu phàm ở thế giới trong. Hơn nữa, khoa học kỹ thuật ở thế giới trong cũng bắt nguồn từ vùng cấm kỵ này. Nghe nói, người công được vùng cấm kỵ sẽ nhận được phần thưởng lớn từ tập đoàn tài phiệt. Nhưng mà vùng cấm kỵ nguy hiểm vô cùng, thậm chí có nơi còn có boss nữa. Cho nên kiến nghị mọi người ghép đội rồi mới công được chúng. Khánh Trần, cậu xem này. Thầy có chuyện muốn nói, lớp chúng ta mới chuyển đến hai bạn học sinh, mong cả lớp sẽ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ mời hai bạn nên giới thiệu làm quen đi. Chào cả lớp, mình tên là Vương Vân, đến từ Hải Thành. Chào mọi người, mình tên là Bạch Uyển Nhi, cũng đến từ Hải Thành, mong mọi người giúp đỡ chúng mình nhiều hơn. Lát nữa hai em ngồi chỗ đó, Khánh Trần là một trong những bạn học tốt nhất ở lớp chúng ta, hai em có gì không hiểu thì cứ hỏi em ấy. Thầy cần mấy bạn nam đi di chuyển hai bộ bàn ghế cho thầy. Em ạ. Bạn ngồi bàn này trước đi. Vậy cậu thì sao? Không sao. Giờ mình đến phòng chứa đồ mang một bộ về đây là được. Cảm ơn cậu nhé. À này bạn à, bạn có quen với Lưu Đức Chú ở lớp bên cạnh hay không? Không quen. Nhưng mình có thể đi làm quen với cậu ta. Hẳn là Vương Vân và Bạch Uyển Nhi cũng là thời gian hành giả, bọn họ chuyển trường là nhắm vào Lưu Đức Chú. Trong vòng 4-5 phút, Vương Vân đã nhìn cánh tay 6 lần, Bạch Uyển Nhi cũng nhìn 5 lần, đấy đều là vị trí thời gian đếm ngược. Điểm đáng nói là Lam Canh Thần cũng nhìn đến 21 lần. Bọn họ đều không quen nhau. Bốn học sinh này cùng nhau chuyển trường đấy. Tôi vừa nghe ngóng ở lớp bên cạnh xong. Hai nam sinh kia chuyển đến lớp số 4 khối 11 bọn họ rồi. Còn gì nữa? Cái bạn đeo kính giọng vàng kia tên là Hồ Tiểu Ngưu. Có người nói là sáng nay cậu ta lái xe chở 3 người còn lại đến trường. Lái BNG63 đó, giấc mộng của đàn ông đó. Bạn nam sinh còn lại tên là Trương Thiên Trần. Lái xe sao? Cả một ngày, Vương Vân và Bạch Uyển Nhi đều không nói gì với lớp cả. Mỗi lần hết tiết, hai người đó đều ra ngoài lớp để nói chuyện với Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Trần. Không hề cho học sinh ở trong trường có cơ hội tiếp xúc với họ. Ngày hôm nay, hai bạn nữa đó còn nói được vài câu với Nam Canh Thần. Tỉ như hỏi tên của giáo viên, tiến độ môn toán, còn hỏi thiết bị vật chất và tác phong của trường học. Còn về mình, hai người đó không hề nói một câu nào cả. Hai bạn nữ này học tốt hơn so với mình tưởng. Bạch Uyển Nhi còn làm quyển đề thi Top 5 2021 đại ôn luyện, quyển đấy mình đã thử rồi. Mà Vương Vân thì lại làm bài thi Olympic sinh học. Đại Olympic này mình còn chưa từng thấy nữa, chắc chắn là tài liệu của tổ chức giáo dục nào đó rồi. Hơn nữa một lần đi vệ sinh ngang qua hành lang, nghe thấy bọn họ nói chuyện bằng tiếng Anh, chắc chắn là cố ý không để người khác nghe được, cho nên mới chọn tiếng Anh. Một thành phố nhỏ loại 3 như là Lạc Thành, học sinh cấp 3 có thể nghe hiểu được khẩu ngữ không có nhiều. Mà từ khóa trong cuộc đối thoại của họ là thời gian hành giả xuyên không. Từ thành phố số 7 đến thành phố số 18 đi như thế nào? Tôi đi trước đây, trong trường có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi nhé. Cậu ta trốn tiết à, không phải là bảo cậu ấy là học sinh tốt đó hay sao? Sao lại trốn tiết rồi? Đây là đặc quyền của học sinh tốt mà ngay cả thầy giáo cô giáo cũng nói với cậu ấy đâu. Mình phải nhanh chóng đem bán sợi hoàng kim lấy từ chỗ của Lộ Quảng Nghĩa đi bán thôi. Thuật hô hấp tiêu hao quá nhiều năng lượng. Chế độ ăn của mình buộc phải bổ sung được năng lượng hao hụt này mới được. Hàng xóm mới nào bọn họ? Không ngờ cậu cũng ở đây. Vương Vân, Bạch Uyển Nhi ở tầng 2, đối diện với phòng của Giang Tuyết, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Trân ở đối diện với mình. Bạn này là ai? Là bạn học cùng lớp chúng mình, nghe thầy giáo nói là bạn ấy còn là một trong những học sinh học tốt nhất ở trong khối đấy. Chào cậu, tôi là Hồ Tiểu Ngưu, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn. Sao lại? Không phải là mình từng gặp Khánh Trần, hoặc là Khánh Trần giống ai đó, mà là thái độ cách xa mọi người của cậu ta. Đúng rồi, giống như lúc chúng ta cự tuyệt một vài người bạn học đó vậy, thái độ khách sáo lịch sự bên ngoài, nhưng bên trong lại là kiêu ngạo ấy. Các cậu có thấy gì đó kỳ lạ hay không? Nhà của Vương Vân và Bạch Uyển Nhi. Cậu nói là bạn học Khánh Trần nó có điều gì kỳ lạ hay sao? Có đâu chứ,
Hôm nay tôi có hỏi Lam Canh Thần ngồi bên cạnh nó, cậu ta nói là bạn học này vẫn luôn giữ thành tích ở top 3. Cho dù có hơi kiêu ngạo thì cũng bình thường mà. Học bá đều như vậy đó thôi. Học thần ở Hải Trung chúng ta đều vậy mà. Học bá ở thành phố nhỏ trình độ thấp quá rồi. Thôi bỏ đi, không cần phải suy nghĩ học bá, học thần làm gì nữa. Chúng ta cũng không dính dáng gì nhiều với cậu ta đâu. Chỉ là trùng hợp làm hàng xóm với nhau mà thôi. Thực ra chúng ta ở khách sạn cũng được mà, không nhất thiết là phải ở đây. Mục tiêu của mọi người là Lưu Đức Chú. Giang Tuyết cũng không có gì đặc biệt cả. Đừng ngắn hạn như vậy. Nếu như chúng ta đã quyết định chuyển từ thành phố số 7 đến thành phố số 8 thì cố gắng kết bạn ở đây đi. Cậu không xem công lược của Hà Tiểu Tiểu hay sao? Cố gắng kết đội. Các cậu cứ nhất định là phải làm quen với Lưu Đức Chú hay sao? Tôi thì thấy bỏ tiền mua tin tức, mua tài nguyên là được rồi. Nếu như đã lựa chọn đến Lạc Thành thì cũng phải chuẩn bị chịu khổ đi. Điều này mình và Tiểu Ngưu đã nói từ trước rồi. Bây giờ phải nghĩ cách tạo mối quan hệ với Lưu Đức Chú. Cho nên bỏ hết mấy thói quen của mọi người này. Mặc dù không có tiền thì không làm được gì cả, nhưng mà tiền cũng không phải là vạn năng. Các cậu phải hiểu là trên đời này nhiều người có tiền nhiều hơn chúng ta nhiều. Đợi đến lúc đó, người muốn dùng tiền để mua tài nguyên từ chỗ của Lưu Đức Chú thì quan hệ là lợi thế tốt nhất của chúng ta. Phía hai cậu tiến triển như thế nào rồi? Vốn dĩ bốn người chúng ta vào cùng một lớp, kết quả là trường học lại nói lớp số 4 đủ người rồi. Lưu Đức Chú còn dễ tiếp xúc, chỉ là hỏi hắn nhiều thứ hắn sẽ không nói gì. Đúng rồi, các cậu nghe nói gì chưa? Ương Ương cũng định làm thủ tục chuyển trường đấy. Ương Ương sao? Liệu có khi nào cô ta cũng chuyển đến đây hay không? Chưa nghĩ chuyện này vội, cũng chưa từng nghe nói Ương Ương là thời gian hành giả. Đi chào hỏi hàng xóm mới trước đã. Tiểu Vân, con đi mở cửa đi, có thể là anh Khánh Trần đó. Anh Khánh Trần đợi chút nhé, em ra mở cửa đây. Khánh. Chào em gái. Mẹ à, không phải là anh Khánh Trần. Là ai vậy? Không quan trọng. Anh Khánh Trần, cái tên này nghe quen tai nhỉ. Cầm đồ giá cao, hoàng kim, trùng thảo, nhân sâm, rượu trắng, rượu đỏ, rượu cao cấp. Vàng giá bao nhiêu đây? Có hóa đơn hay không? Không có. Không có hóa đơn thì khó đấy. Nếu cậu muốn bán thì 220 tệ 1 gram. Tôi sẽ không hỏi cậu lấy từ đâu. 8.580 tệ. Đây là một khoản lớn với mình rồi. Ít nhất là có thể giải quyết được vấn đề trước mắt. Chốt đơn 39 gram, nhưng mà tôi cần tiền mặt. Tuổi còn nhỏ mà cũng cẩn thận đấy. Chỉ là làm nghề như chúng tôi đây, có cẩn thận một chút cũng không có gì nan nại cả. Lần sau có thu hoạch gì cứ đến chỗ tôi nhé. Nhiều nhất tôi có thể tăng 5 tệ trên 1 gram cho cậu. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Có vẹt nước dấu mờ, chữ in mờ. Không được bỏ nỡ bất cứ một lỗ hổng nào. Đổi tờ 50 tệ với 20 tệ cho tôi đi. Làm nghề bán vàng như chúng tôi đây đều là cầm tiền rồi đi, chứ ít người cẩn thận giống như cậu đấy. Muốn làm ăn có lời thì đừng lấy tiền giả để lừa người nữa. Đi thêm vài vòng rồi về vậy. Anh Khánh Trần, người hàng xóm mới là ai vậy? Anh nói chuyện với họ hay chưa? Từ Hải Thành chuyển đến đấy, nhắm vào Lưu Đức Chú. Anh từng nghe thấy bọn họ nói tiếng Anh, hẳn là thành phố số 7 ở thế giới trong rồi. Anh Khánh Trần còn nghe hiểu được tiếng Anh à? Khả năng nghe tốt như thế sao? Cũng tạm được, bọn họ ở lại đây chắc chắn là nhắm vào mẹ em. Đám người xuyên không đến thành phố số 7, không có căn cứ địa, cho nên mới tìm đến thành phố số 18 để tìm cơ hội. Thành phố số 7 là địa bàn của tập đoàn Trần Thị, thành phố số 18 là do tập đoàn Lý Thị cầm đầu. Sao bọn họ lại muốn đến đây chứ? Không sao cả, bọn họ dùng tiếng Anh để nói chuyện, anh nghe xem bọn họ nói gì là biết liền. Bọn họ nói trước mặt anh sao, bất cẩn quá rồi. Bởi vì bọn họ không thông minh như em đó. Mẹ vừa bảo em là lấy quần áo anh. Là lấy quần áo anh, vừa thay đi giặt. Anh à, đừng làm khó em cũng chỉ là nghe lời mẹ mà thôi. Không được dừng, tiếp tục tiến về phía trước. Từng nghe người ta nói rằng người sống tách đàn hoặc là dã thú hoặc là thần linh. Nếu như mình không thể nào trở thành thần mình, vậy thì trở thành một dã thú cũng không tồi. Tôi còn tưởng là cậu không có ý định gì cơ, không ngờ lại chủ động đến thế cơ đấy. Sao không nói sớm chứ? Nói sớm thì hôm qua đã đổi chỗ với cậu rồi. Hôm qua lại có một vị đại sư mới vào group nhóm người xuyên không.
Ông ta nói là đã từng nhìn thấy kỹ thuật xem bói ở thế giới trong. Sau đó tôi nhờ ông ấy xem cho tôi một quẻ, giá 5 tệ. Ông ta nói đến năm 65 tuổi, tôi sẽ kiếm được một khoản tiền lớn, hơn nữa còn là số tiền mà cả đời này tôi chưa từng thấy cơ. Tôi bảo này, cậu có thể ao khỏi nhóm đấy hay không? Tôi nghe mà đau cả đầu rồi. Trong thế giới trong ấy, thời gian hành giả, hàng thật giá thật duy nhất, đều đi nuôi kéo người cho phú bà đó. Sao hai người họ lại đổi chỗ cho nhau rồi? Ai biết chứ, không cần để ý đến họ. Mình nhớ là thầy giáo nói cậu ta học rất tốt, liệu cậu ta có hiểu chúng ta đang nói gì không? Giáo viên ở Hải Trung nói rồi, dù học sinh ở thành phố nhỏ có giỏi tiếng Anh đi chăng nữa, thì muốn giao tiếp bằng tiếng Anh cũng là rất khó, bởi vì bọn họ học là để thi, khả năng nghe không được tính là năng lực thực sự. Cậu nhìn đi, cậu ta không hề bị phân tâm khi làm bài. Nếu như cậu ta đang nghe lén thì không thể nào tính toán nhanh như vậy được. Cũng phải nhỉ. Hồ Tiểu Nghiêu nói rằng chúng ta đến thành phố số 18 thì có thể tránh được Trần Lạc Du, cậu có tin hay không? Không biết nữa, bây giờ chỉ có thể đi bước nào rồi tính bước đấy. Bọn họ nói không sai. Dù cho có là mình cũng rất khó để có thể vừa làm bài vừa phân tích đối thoại của bọn họ được. Chỉ là... những âm thanh đó đều được ghi lại trong não của mình. Cuộc đời của mình không thể nào bắt đầu lại, nhưng có thể có hồi ức lại. Nói phía bên các cậu trước đi. Bên các cậu có gì dị thường hay không? Không có gì khác thường cả, chỉ là có một mặt nam sinh cố ý đổi vị trí ngồi phía sau Vương Vân. Cậu đừng nói linh tinh, nỡ đâu người ta cũng chẳng có ý gì thì sao? Lòng cậu tự hiểu rõ mà. Cậu ta là thời gian hành giả hay sao? Vì muốn xác định các cậu có phải là thời gian hành giả hay không nên mới đổi chỗ ngồi phía sau các cậu. Cho dù học sinh nam ở cấp 3 có thích thầm ai đó thì cũng không đến phải đổi chỗ ngồi với người khác để ngồi gần với bạn nữ mình thích thầm. Mình cứ cảm giác có gì đó rất lạ. Hẳn là không nhỉ? Các cậu phải biết nơi này là Na Thành, là một trong 19 nơi tập trung của thời gian hành giả. Bên cạnh mình có thời gian hành giả ẩn nấp cũng rất bình thường. Cẩn thận một chút, nỡ như cậu ta nghe hiểu được các cậu đang nói gì thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Hẳn là cậu ta không nghe hiểu đâu, lúc chúng mình bàn luận ngay trước mặt cậu ta cũng không ngừng lại mà. Thế này thì, tiết sau các cậu chú ý một chút, xem hắn có hai cúi đầu nhìn tay của mình hay không. Hiểu ý mình rồi chứ, trên cánh tay mỗi người. Đột nhiên sẽ xuất hiện đồng hồ đếm ngược, cho dù là xuất phát từ sự tò mò hay là cảm giác mới lạ, thì đều sẽ nhìn nó liên tục. Phải đợi đến khi cậu ta quen với thói quen này thì mới đổi được. Để mình để ý. Sao rồi? 4-5 phút, cậu ta không nhìn cánh tay mình lần nào cả. Cho dù là không có việc gì làm thì cũng chẳng nhìn cánh tay nấy một lần. Liệu có khi nào là cậu ta đã đoán được trước rằng có thể sẽ có người quan sát mình nên mới cố ý không nhìn cánh tay hay không? Tạm thời loại bỏ khả năng cậu ta là thời gian hành giả. Nếu thiếu niên bình thường sẽ không có lực khống chế lớn như vậy đâu. Cũng không thể nào suy nghĩ kín đáo như vậy được. Nếu như cậu ta làm được như vậy thì quá đáng sợ rồi. Vậy thì có thể là cậu ta thích Vương Vân đó. Phải rồi, phía các cậu thế nào rồi? Có tiến triển gì hay không? Không có. Có thể là Lưu Đức Chú đang giả ngốc rồi. Bây giờ chúng mình chưa thể moi thông tin từ cậu ta. Phải xây dựng tình cảm từ từ thôi. Hay là thử bắt đầu từ Giang Tuyết đi. Ít nhất là trước khi chúng ta đến thành phố số 18 còn có thể hiểu qua tình hình của thành phố số 18 này. Chỉ có thể làm vậy thôi. Chỉ là Giang Tuyết không dễ tiếp cận đâu. Hay là bắt tay từ tên Khánh Trần này đi. Bắt đầu từ Khánh Trần đi. Rồi thông qua cậu ta móc nối với Giang Tuyết. Khánh Trần, Nam Canh Thần, cho các cậu này. Chúng mình vừa đi căng tin ở trường về mua nước cho các cậu đấy. Đây là cho mình à? Đương nhiên rồi. Được, cảm ơn nhé. Khánh Trần, cảm ơn, chỉ là sau này không cần phải khách sáo thế đâu. Chúng ta là hàng xóm mà, sau này phải giúp đỡ nhau chứ. Chuyện gì thế? Khánh Trần là hàng xóm với hai bạn mới này sao? Mấy tiếng trước, còn đang thờ ơ mặc kệ mọi người. Giờ đã đổi thái độ, ân cần nhiệt tình, rõ ràng là có gì bất thường. Cậu xem gì mà chuyên tâm thế? Ngoại cậu cũng không phản ứng gì. Tin tức nổi bật trong ngày nội dung, trong nước triệt phá thành công một hang ổ bắt giữ phi pháp, đồng thời giải cứu thành công 12 vị thời gian hành giả đã công bố thân phận trên mạng Internet. Trong đó còn có cả hot mạng có tiếng là đã mất tích trước đó. Phần tử phạm tội, tôi bắt cóc 12 người này, sau đó nhốt ở công xưởng bỏ hoang ở ngoại thành, dùng thủ đoạn đe dọa, uy hiếp để lấy được thông tin về thân phận của hai người này ở thế giới trong, đồng thời uy hiếp tính mạng của
của người nhà của bọn họ, ép thời gian hành giả sử dụng cơ thể của mình để đựng đồ vật cho chúng. Chúng nhét thuốc vào trong trực tràng, dạ dày, khoang miệng, rồi để họ xuyên không từ thế giới trong ra ngoài. Tại hiện trường xảy ra vụ án, cơ quan hành pháp đã bắt giữ được một lượng lớn dược phẩm được mang từ thế giới trong. Trong đó phần lớn là thuốc gen hoặc là thuốc điều trị ung thư. Được biết hai loại thuốc gen này không có tác dụng tăng cường thể lực, nhưng có thể chữa trị bệnh di truyền gia tộc, điếc bẩm sinh di truyền hay là bệnh tim bẩm sinh di truyền. Hiện tại cơ quan chấp pháp đã bắt giam 4 kẻ nghi phạm, 9 kẻ khác vẫn đang lẩn trốn theo lời khai của những kẻ bị bắt. 9 người còn lại đều là thời gian hành giả. Tin tức này gây chấn động quá lớn. Các tin tức về tội phạm thời gian hành giả đều ở nước ngoài, giờ đây trong nước cũng đang xuất hiện những chuyện kinh động như này rồi. Giờ đây chỉ e rằng không còn ai dám công khai mình là thời gian hành giả nữa rồi. Từ hôm nay trở đi, tất cả thời gian hành giả đều phải giữ kín miệng, giống như là tất cả đều đang ở trong rừng rậm hắc ám vậy. Bởi vì nếu như anh bất cẩn một chút, rất có thể là sẽ giống với 12 người trong bản tin này vậy, bị bắt giam tại một nơi kỳ lạ, trở thành công cụ vận chuyển cho người khác. Bây giờ, nếu như anh không muốn trở thành nạc đà cho người khác, vậy thì phải khiến cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ, hoặc là trốn cho kỹ. Người tập kích Giang Tuyết lúc đó cũng có âm mưu này. Thời gian trôi đi, từng chút một. Bản tin tội phạm đó lan tràn ở trên khắp cả nước, ảnh hưởng đến mỗi một thời gian hành giả. Cửu Châu, Hà Kim Thu. Ông chủ là Hà Kim Thu. Không cần phải sợ tôi như vậy đâu, ông chủ Trịnh đâu rồi? Ông chủ vẫn chưa về. Ông chủ Hà đại giá quang lâm, mời ông đi uống chén trà đã. Ông chủ của chúng tôi sẽ về ngay thôi. Gia dụng theo phong cách cổ này cứng quá, ngồi không thoải mái chút nào. À đúng rồi, các người có rượu hay không? Tôi không uống trà. Đại giá ngồi ở ghế của ông chủ. Rượu sao có đấy? Có khách đến chơi đương nhiên là phải có rượu thịt rồi. Báo hay sói đến thì phải có súng. Hôm qua mời ông chủ Trịnh mở cuộc họp, kết quả lại bị ông chủ Trịnh từ chối, cho nên tôi chỉ có thể tự mình ngồi máy bay đến kinh thành mà thôi. Chuyện gì mà gấp vậy? Ông chủ Trịnh đã xem tin tức hôm nay hay chưa? Tôi biết cậu vừa cứu được 12 người thời gian hành giả, chỉ là ông chủ Hà, anh cũng không phải đến quân luân tôi đây để khoe công đâu. Khoe công thì thôi đi, tôi chỉ muốn hỏi ông chủ Trịnh là anh có suy nghĩ thế nào về đề nghị của tôi? Giờ đây quân luân ở trong tay anh, nhưng mà nhân số không tăng mà chỉ giảm. Điều này không hợp với yêu cầu thì phải. Thế giới bây giờ càng ngày càng loạn, người chỗ anh ít như vậy thì sao đảm bảo được trị an cơ chứ? Bất đồng lý tưởng. Cửu Châu các anh muốn giám sát hết tất cả mọi người thời gian hành giả, mà tôi thì không cần thiết. Một tổ chức mà lẫn lộn mọi loại người cũng không phải là chuyện tốt. Anh biết đó. Nếu như không để bọn họ ở trong phạm vi kiểm soát thì sẽ rất có nhiều thời gian hành giả khác bị hại. Chuyện hôm nay là một ví dụ. Anh không tập trung bọn họ lại rồi nói cho bọn họ biết thế giới ở trong như thế nào thì sao bọn họ biết thế giới ở trong nguy hiểm nhường nào được chứ? Hà Tiểu Tiểu đang trong tay cậu sao? Anh đoán thử xem. Cậu muốn làm gì? Rốt cuộc là vì quyền lực trong tay hay là thực sự quan tâm đến thời gian hành giả? Tôi đã biết đáp án của ông chủ Trịnh rồi. Còn về tôi muốn làm gì, chiều nay anh sẽ biết thôi. Mong rằng lúc xuất hiện kẻ địch, tôi và cậu vẫn là chiến hữu. Sẽ thôi. Lớp trưởng cũ. Chiều cùng ngày, bởi vì sự kiện thời gian hành giả bị bắt cóc gần đây, tôi đề nghị người chơi đã được công nhận hãy chú ý an toàn cho bản thân mình. Khả năng chơi ở thế giới trong vô cùng cao, thậm chí là có thể thay thôi vận mệnh của bản thân. Nhưng nếu như không còn mạng rồi, thì cũng không còn cái gọi là vận mệnh nữa. Dạo gần đây tôi đang tạo một hệ thống group chat cho thời gian hành giả, trước mắt vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, tận dụng kỹ thuật của thế giới trong. Sắp tới group chat này sẽ mở cho thời gian hành giả để cho mọi người chia sẻ thông tin và giúp đỡ nhau dễ dàng hơn. Vì để mọi người yên tâm, group chat này sẽ thiết lập 12 điểm mấu chốt dữ liệu chuyển động ở trên toàn quốc. Tất cả thời gian hành giả sẽ được bảo mật thân phận, người của thế giới ngoài không thể nào đăng nhập vào bằng thủ đoạn kỹ thuật được. Sau khi tạo group chat xong, tôi sẽ phát bản công lược trong nhóm đó. Hà Tiểu Tiểu này là thần thánh phương nào đây? Lại dám tạo một nhóm trò chuyện như vậy chứ? Xem ra hắn ta đã nắm rõ kỹ thuật của thế giới trong, hơn nữa còn lợi dụng điều này để xóa bỏ hết thông tin về bản thân. Nhưng thời gian xuyên không của mọi người ngắn như vậy, Hà Tiểu Tiểu nắm rõ được kỹ thuật của thế giới trong bằng cách nào chứ? Hắn ta mang được thiết bị của thế giới trong ra đây rồi sao? Hẳn là có không ít thiết bị thiết lập được điểm mấu chốt dữ liệu như vậy đâu nhỉ? Vậy mang về bằng cách nào đây? Hoặc là Hà Tiểu Tiểu không phải là một người muốn mang một
Thiết bị ra là rất khó, nhưng nếu nhiều người cùng nhau góp sức, mỗi người mang một linh kiện, thì hình như là có thể. Mình không gia nhập nhóm này, trừ phi mình cũng có thể che giấu thân phận. Trong video, Hà Tiểu Tiểu nói, chỉ là người ngoài không thể nào đăng nhập vào được, nhưng quan trọng là Hà Tiểu Tiểu lại có thể lấy được tin tức của phần lớn mọi người một cách dễ dàng. Hệ thống group chat này giống như là lồng bắt cua vậy, Hà Tiểu Tiểu giống như là người bắt cua Alaska vậy. Anh ta chỉ cần ngồi trên chiếc thuyền bắt cua, phiêu diêu ở trên vùng biển phía Bắc. Sau đó, cứ vắt lồng thép vào biển sâu, đợi cua hoàng đế, đợi cua đế vương chui vào dọ là được. Là anh Khánh Trần đến đây. Anh Khánh Trần, anh lại bỏ tiết à? Bánh ngọt này cho em nè, đưa hoa quả và rau củ cho mẹ em đi. Mấy người bạn của anh đâu rồi? Không biết nữa, không cần để ý đến bọn họ. À đúng rồi, mau đến xem bộ phận thiết giáp mới của mẹ em này đẹp lắm đó luôn. Cô mới mua đây sao? Độ bền thế nào? Độ bền gấp 10 lần so với cái trước đó của cô. Cô cũng xem như là gặp may đi, thân phận của cô ở thế giới trong đã từng cứu một người vào 2 năm trước. Người đó là nhân vật có tiếng ở tập đoàn Lý Thị. Tất cả những thứ này đều là bà ấy cảm ơn cô đấy. Mẹ ơi, mẹ làm cơm nhanh đi, con đói rồi. Anh Khánh Trần à, anh hỏi dò mẹ em cái này là để suy đoán thân phận của em sao? Không đâu, anh chỉ tiện miệng rồi hỏi thôi. Anh Khánh Trần à, anh còn chưa nói cho em biết thân phận của anh ở thế giới trong đâu đấy. Em đoán xem. Hay là chúng ta trao đổi bí mật đi, em nói thân phận của em cho anh nói thân phận của anh cho em nghe được chứ? Không. Keo kiệt, chắc chắn là anh đã biết thân phận của em rồi, đến cả trẻ con cũng lừa được. Nhưng mà em có phải là trẻ con thông thường đâu chứ? Chào em nhé, em gái nhỏ, bọn chị là bạn học của anh Khánh Trần, cũng rất là thân với anh đó. Anh Khánh Trần, anh quen bọn họ hay không? Anh ấy nói là không quen.